Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới, phên rậu, quốc gia, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, có nóc nhà Đông Dương, là đỉnh Phan Xipang trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Sinh thời, Bác Hồ luôn dành tình cảm yêu thương, sự quan tâm đặc biệt với đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung và Lào Cai nói riêng. Bác đã nhiều lần gửi thư khen, động viên cán bộ, nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang của Lào Cai vì có thành tích trong lao động, sản xuất, học tập. Đặc biệt, khi về thăm Lào Cai từ ngày 23 đến 24 tháng 9 năm 1958, Bác đã căn dặn đảng bộ, đồng bào các dân tộc Lào Cai phải đoàn kết chặt chẽ, tăng gia sản xuất, bảo đảm trật tự trị an, giữ gìn thuần phong mỹ tục. Bác mong muốn đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh ta cố gắng thi đua làm cho tỉnh nhà ngày thêm phồn thịnh và sung sướng. 65 năm qua, thực hiện lời dạy của người, đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn đoàn kết một lòng, phấn đấu, xây dựng Lào Cai ngày càng giàu đẹp. Sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, từ vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh, là một trong 6 tỉnh nghèo nhất cả nước, Lào Cai đã trở thành địa phương đứng đầu khu vực Tây Bắc, tỉnh phát triển của khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn năm 1991 đến năm 2022 đạt gần 10%. GDP bình quân đầu người đạt gần 90 triệu đồng một năm, thuộc top đầu trong các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lào Cai đã đạt được trong những năm qua. Chủ tịch nước cho rằng, những thành tựu Lào Cai đã đạt được tuy quan trọng, to lớn và toàn diện nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Quy mô kinh tế nhỏ, năng lực cạnh tranh chưa cao, GDP bình quân đầu người còn thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thiếu đồng bộ, cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nguồn lực cho thực hiện an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân còn hạn chế, các thiết chế văn hóa còn thiếu đồng bộ. Đời sống nhân dân, nhất là ở vùng núi cao, vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập giữa thành thị và nông thôn còn chênh lệch lớn. An ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo ở một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định. Một số cán bộ lãnh đạo của Lào Cai đã có những khuyết điểm, vi phạm đáng tiếc. Nêu rõ, kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Lào Cai là sự kiện quan trọng, tiếp thêm sức mạnh cho đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lào Cai phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai phải luôn ghi nhớ, thấm nhuần những lời dạy mang tầm tư duy chiến lược, nhìn xa trông rộng của Bác khi người về thăm tỉnh nhà, thấu hiểu hơn tình cảm của Bác dành cho đồng bào các dân tộc Lào Cai và tình cảm của đồng bào Lào Cai đối với Bác kính yêu. Đặc biệt, cần cụ thể hóa lời dạy của Bác cho phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế, gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh, với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng Lào Cai đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển của cả nước để mỗi ngày là một ngày mới, mỗi công việc là một công việc mới, mỗi mùa hoa là một mùa hoa mới. Cùng với đó là tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh, xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc, là trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ cửa khẩu, công nghiệp luyện kim, hóa chất, phát triển dược liệu của vùng và cả nước. Quan tâm nhiều hơn việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cao đẹp của các dân tộc, xây dựng đời sống mới, xóa bỏ tập tục lạc hậu, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phấn đấu giảm hơn nữa số hộ nghèo, nâng cao mức sống của nhân dân, để tỉnh nhà ngày thêm phồn thịnh và sung sướng như Bác mong muốn. Chủ tịch nước lưu ý Lào Cai phải đặc biệt coi trọng, tăng cường quản lý tốt tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiên tai đối với người và tài sản của nhà nước, nhân dân. Coi trọng việc trồng cây và bảo vệ rừng, nhất là rừng già, rừng đầu nguồn, rừng nguyên sinh, vườn quốc gia Hoàng Liên, khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát, bảo vệ các dòng sông chạy qua Lào Cai, gắn với tạo sinh kế cho đồng bào từ phát triển kinh tế lâm nghiệp, chăm lo cho đồng bào các dân tộc vùng đặc biệt khó khăn, đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, vận động, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tạo nên đời sống ẩm no, hạnh phúc, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc quê hương, đất nước. Đặc biệt, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và hội viên các tổ chức chính trị xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tại buổi lễ, tỉnh Lào Cai đã tuyên dương, khen thưởng 65 gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà thầy và trò trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai, ngôi trường duy nhất trong tỉnh có học sinh của 15 dân tộc thiểu số. Suốt 31 năm qua, trường đã thực hiện tốt sứ mệnh,
vai trò đào tạo con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, trở thành chiếc nôi đào tạo nhân lực cho tỉnh. Hiện trường có quy mô 15 lớp với 525 học sinh, 60 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Nhà trường đã tuyển vào trên 4.000 học sinh con em các dân tộc cư trú trong tỉnh, trên 3.500 học sinh tốt nghiệp lớp 12, trong đó có hơn 2.000 học sinh theo học các trường đại học cao đẳng. Trường cũng có 16 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Phát biểu với thầy và trò nhà trường, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc phát triển hệ thống các trường dân tộc nội trú trên cả nước thể hiện sự quan tâm và tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực có trình độ cao cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.